Chào bạn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2005 là trình quản trị cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu của Microsoft. Như vậy thì để thực hiện tạo database và thực hiện các chức năng đơn giản à, cơ bản trên database đó thì chúng ta bắt đầu vào trình quản trị cơ sở dữ liệu đó là uh, Management SQL Server Management thì để truy cập vào chúng ta thực hiện truy cập vào Star, chúng ta nhấn vào nút Star. Sau đó chọn program. Sau đó ta chọn Microsoft SQL Server 2005. Thì đây là SQL Server 2005. Tôi uh, nhấn vào SQL Server Management Studio Express Thì uh, khi chúng ta đã cài đặt hoàn thành SQL Server thì uh, 205 thì chúng ta sẽ có một cái uh, hệ quản trị cơ sở dữ liệu chạy bên dưới Đồng thời có một cái trình quản lý gọi là management để quản lý cái cơ sở liệu này Quản lý cái dịch vụ cơ sở liệu này Thì hiện tại chúng ta đang có là trình management SQL Server 205 Thì uh, chúng ta phải uh, đăng nhập vào cái hệ quản trị cơ sở liệu này mới có thể thực hiện được các chức năng khác Ví dụ tôi đã cài là SQL Express và bây giờ tôi sẽ đăng nhập vào bằng tài khoản của tôi đăng nhập vào nhập mật khẩu sau đó tôi nhấn connect nhấn trái lên nút connect để thực hiện connect chúng ta đã đăng nhập vào và các bạn dễ dàng thấy được là cái instant là một cái thể hiện của các cơ sở liệu các dịch vụ cơ sở liệu có trên máy chúng ta thì nó sẽ có một cái instance tên là vhp-sql-express các bạn lưu ý các thông tin phía sau đó là đầu tiên là cái phiên bản của cái hệ quản trị cơ sở liệu này hiện tại nó là 9 chấm như vậy 9 chấm trở lên đó là cơ sở liệu quản trị hệ quản trị cơ sở liệu à, của 205 và tiếp theo gạch nối đến cái tên của user đăng nhập vào quản trị hệ quản trị cơ sở liệu này rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tạo một cái database mới để tạo database mới thì chúng ta sẽ nhấp vào thẻ, nhấp vào cái mục là database phải bằng chuột phải. Sau đó chúng ta nhấn new database. ở mục à, hộp thoại tạo new database thì chúng ta sẽ nhập vào tên của database mà chúng ta muốn tạo. ví dụ tôi muốn tạo tên database là new data bay hoặc tôi tạo tên là sample data database giờ tôi sẽ muốn tạo cái cơ sở liệu tên là sample database Bây giờ tôi sẽ thực hiện các thông tin tiếp theo Các bạn lưu ý khi chúng ta tạo một database mới thì mặc định nó sẽ có hai file Một file là chứa dữ liệu và một file là chứa nhật ký các sự kiện các lóc truy cập vào cơ sở liệu này như vậy chúng ta sẽ có hai file và hai file đó lần lượt nằm phía bên ô bên dưới chúng ta sẽ kéo ra sau kéo thanh trượt ra sau và các bạn có thể thấy là chúng ta nó cho phép chúng ta là tạo hai cái file này nằm ở đâu để dễ dàng việc lưu trữ nếu như bạn không chọn thì mặc định nó sẽ nằm ở thư mục cài đặt của sql server và nó nằm trong uh, cái uh, phiên bản cái thư mục chứa phiên bản của hệ quản trị cơ sở liệu mà bạn đang cài và tiếp theo là đến ms sql đồng thời vào thư mục data để chứa các dữ liệu là các database mặc định bạn không chọn cái à, nơi lưu trữ. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đổi lại cho phù hợp với mục đích lưu trữ của ta. Ta sẽ lưu lại à, cái địa chỉ để lưu hai file này. Chúng ta sẽ gõ vào để. Ví dụ tôi lưu ở ổ đĩa khác, tôi lưu ở ổ đĩa d, tôi nhấn vào d hai chấm sẹt. Tiếp theo, tôi à, sẽ đổi file lock. Tôi cũng sẽ lưu ở ổ đĩa d vậy tôi nhấn D2 chấm sẹt rồi sau khi xong và chúng ta nhấn OK để thực hiện tạo database mới tiến trình đang chạy và đã tạo thành công database này để nhìn database này chúng ta có thể nhìn phía bên ô tab bên phải là chúng ta sẽ thấy sample database hoặc trỏ vào cây menu bên trái và nhấn vào dấu cộng bên thẻ database chúng ta sẽ thấy chúng ta có một database mới như vậy chúng ta đã tạo được database này như vậy chúng ta có thể thực hiện những thao tác nào trên database này thì đầu tiên những chức năng cơ bản của database đó là chúng ta sẽ mở dấu cộng ra để xem các mục database này chứa các thông tin sau đầu tiên là diagram diagram cho cho phép chúng ta tạo cái mô hình cơ sở liệu là mối liên hệ giữa các bản dữ liệu với nhau như vậy để tạo cái mục này chúng ta nên tạo các table trước chúng ta nhấn phải chuột vào table và sau chúng ta chọn là New Table để tạo mới bảng dữ liệu. Ví dụ tôi sẽ tạo bảng sinh viên với hai trường đó là mã sinh viên với ba trường là mã sinh viên kiểu nvarchar tên sinh viên nvarchar là kiểu ký tự cho phép gõ tiếng việt tiếp theo là mã lớp rồi Như vậy tôi sẽ làm này là n cha luôn Như vậy tôi sẽ lưu lại Và trước khi lưu thì tôi sẽ chết chọn cái mục mã sinh viên làm khóa chính Tôi nhấp vào biểu tượng chìa khóa để tạo khóa chính cho mục này Tiếp theo tôi sẽ nhấn sell để thực hiện lưu thay bộ này lại Và chúng ta gõ tên vào bảng này Ví dụ tôi tạo bảng sinh viên Sau đó thì nhấn OK để thực hiện tạo bảng sinh viên Tương tự như vậy tôi sẽ thực hiện Ở đây các tab các bạn có thể nhấn vào Một dấu Dấu ghim Hình ghim để đóng cái tab này lại Thu nhỏ lại Và tôi sẽ đóng bản sinh viên lại Và tương tự như vậy tôi sẽ tạo Một bản mới bằng cách nhấn phải chuột vào Table, chọn New Table Và bây giờ sẽ là mã lớp NG10 và tên lớp nếu như gõ tiếng Việt thì chúng ta chọn Novacha. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn khóa chính cho mã lớp và chọn vào chìa khóa để tạo khóa chính. Tiếp theo sao bản này lại thành một bản. Ví dụ tôi lưu là bản lớp, nhấn ok để thực hiện tạo bản lớp. Như vậy ta đã tạo thành công hai bản, bản sinh viên và bản lớp trên cơ sở liệu là sample database. Tiếp theo chúng ta đóng bản lớp lại. Và bây giờ chúng ta đã có thể sử dụng mô, mô hình database diagram để thực hiện tạo liên kết giữa các bạn Chúng ta nhấn vào phải chuột vào diagram. Chúng ta chọn new diagram. Chúng ta nhấn Z để thực hiện. Như vậy, mô hình diagram là mô hình quan hệ giữa các bảng, chúng ta sẽ ép những bảng mà chúng ta có liên quan vào mô hình này. Ví dụ tôi sẽ chọn hết các bạn. Sau đó tôi nhấn S. Sau đó tôi nhấn close. Các bạn có thể thấy là chúng ta đã có hai bảng nằm trong cái mô hình quan hệ này. Và nếu như chúng ta muốn tạo quan hệ thì chúng ta chỉ cần nắm kéo thả cái khóa của bảng này đến thuộc tính là khóa ngoại của bảng kia. Ví dụ ở đây là mã lớp. Mã lớp là khóa chính của bảng lớp. Tôi sẽ kéo qua cột mã lớp. Sau đó tôi sẽ nhấn OK để thực hiện và tiếp tục nhấn OK như vậy chúng ta đã tạo được mối liên hệ và chúng ta sẽ lưu lại mô hình này bằng cách nhấn sao mô hình này là thí dụ mô hình à, ví dụ tôi lưu là tên là mô hình quan hệ sau đó tôi nhấn OK và nhấn Yes như vậy ta đã tạo được cái mối liên hệ giữa hai bảng này tiếp theo ta đóng lại bây giờ là các view các bạn có thể tạo view và các mục synonym để đồng bộ program manipity để tạo các store function trigger assembly type rule default chẳng hạn các mục này bạn sẽ có À, các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái mục này khi đã học dẫn về các cái cấu trúc câu lệnh SQL các bạn còn có thể tạo user cho database này như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn cách tạo database mới và các chức năng cơ bản của database này bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các chức năng khác ví dụ tôi đã có database sample database tôi muốn tháo data bay này ra khỏi hệ quản trị cơ sở liệu tôi sẽ làm bằng cách nhấn vào phải chuột vào data bay sau đó chọn task và chọn detach chúng ta nhấn ok để thực hiện detach như vậy chúng ta đã tháo gỡ data bay này ra khỏi hệ quản trị này mọi truy xuất của bạn đến data bay này sẽ không có kết quả bạn phải thực hiện Add data bay này lại và các bạn lưu ý lúc nãy chúng ta chọn nơi để lưu hai file của database bay này nên chúng ta sẽ mở ổ đĩa ra và xem hai file đó chúng ta mở my computer sau đó mở chọn ổ đĩa d bạn sẽ thấy là hai file của data bay đã xuất hiện đó là file sample database mdf và file sample database log ldf như vậy, chúng ta sẽ đóng lại. Chúng ta đã biết nơi lưu của hai file database này. Chúng ta tiếp tục vào SQL Server Management. Sau đó để gắn database này lại lại vào trong hệ quản trị thì chúng ta sẽ nhấn phải chuột vào database, chọn attach để gắn. Bây giờ chúng ta nhấn add để tìm cái hai file đó và add vào để gắn database vào. Chúng ta nhấn vào add tiếp theo bạn sẽ tìm đến cái nơi chứa hai file này ban đầu tôi lưu ở đĩa d thư mục góc đĩa d chúng tôi tôi sẽ chọn ở đĩa d và đây xuất hiện một file mdf bạn chỉ cần chọn một file mdf là file lock ldf sẽ tự động hiểu Bây giờ chúng ta nhấn vào file sample database sau đó chúng ta chọn ok sau đó ta nhấn ok một lần nữa và như vậy database này đã được gắn lại Nếu như bạn muốn backup Database này Bạn chỉ cần phải chuột vào Sau đó chọn Backup Và khi backup Thì bạn sẽ nhập cái đường dẫn để Lưu lại vào Chúng ta thực hiện Remove cái đường dẫn cũ Mặc định và sau đó chúng ta nhấn s Để tạo đường dẫn mới Hợp thời hiện ra chúng ta sẽ nhấn vào Cái nút có ba dấu này ở dấu chấm, chúng ta chọn nơi lưu khác. Ví dụ tôi sẽ lưu ở ổ đĩa D luôn. Thư mục gốc ổ đĩa D. Tôi sẽ chọn ổ đĩa D. Sau đó tôi nhập vào tên file muốn lưu. Ví dụ tôi lưu tên là phục hồi. Hoặc là tôi lên à, tên là sao lưu. Tôi nhấn OK. Và sau đó nhấn tiếp OK. Như vậy, tiếp theo chúng ta sẽ nhấn OK và báo là thành công. Chúng ta đã thực hiện backup là sao lưu lại cơ sở liệu này thành công. Bạn có thể xem thông tin file đó bằng cách nhấn vào my computer. Vào ổ đĩa mà nơi chúng ta đã lưu. Thì đây là file sao lưu là file backup của database này. Bây giờ đã có file backup làm sao để restore lại database trong trường hợp database vì một lý do gì đó bị lỗi hoặc bị trục trặc do virus À, vấn đề cài đặt. Thì chúng ta sẽ tạo new database mới và tạo tên là sample database. Sau đó chúng ta nhấn phải chuột vào sample database, sau đó chọn task và chọn backup. Không phải chúng ta sẽ chọn restore database. Thì tiếp theo à, chúng ta sẽ chọn cái à, mục database cần restore đó là sample database. Restore từ đâu? Chúng ta sẽ restore từ cái file cho nên chúng ta chọn from device một from device cho chúng phép chúng ta à, phục hồi lại cơ sở liệu từ một cái file chúng ta sẽ nhấn vào nút ba chấm sau đó tìm đến cái nơi lưu trữ file này thì à, chúng ta sẽ tìm đến ổ đĩa D chúng ta lưu lúc nãy chúng ta không nhập đuôi à, tên đuôi của file các bạn có thể nhập là tên đuôi chấm .back bắt là bắt cho dễ nhớ và chúng ta có thể chọn mục này on file để hiện ra tất cả các file thì lúc này bạn mới thấy được các file ổ đĩa d và chúng ta chọn file sau lưu sau đó nhấn ok tiếp theo ta nhấn ok và ở mục này bạn check vào cái database này sample database để restore cái file này lên database đó. Tiếp theo để đề lên những mà cái mà đã có. Ví dụ nếu như có một bảng hai bảng nào đó trùng dữ liệu trùng à, thì nó sẽ đề cái mới lên. Các bạn sẽ nhở, chọn thẻ option, sau đó chọn override và tiếp theo bạn chọn ok để thực hiện restore. Thì chúng ta đã restore thành công. Tiếp theo nếu như bạn muốn xóa database này, bạn chỉ cần nhấn phải chuột vào database, sau đó chọn delete để thực hiện xóa. Tương tự như vậy, một rename cho phép chúng ta đổi tên. Refresh cho chúng phép chúng ta load lại database này để xem sự thay đổi của các table các cái mục trong database này. Như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn thực hiện tạo database và các chức năng cơ bản sử dụng à, thao tác trên Uh, chúc các bạn thành công cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài video này